Chào mừng các bạn đến với kênh Vân Hoa. Trước mặt các bạn là nhà thờ Thánh Galen tại khu phố cổ của Praha, Cộng hòa Séc. Nhà thờ Thánh Galen được xây dựng vào thế kỷ 13, vào năm 1232. Theo yêu cầu của Venceslav I, đây là một trong bốn nhà thờ ban đầu của khu phố cổ. Khi mới xây dựng, nhà thờ theo thiết kế phong cách Gothic. Việc tái thiết theo phong cách Baroque diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 1723 đến năm 1738. Việc tái thiết nhà thờ theo phong cách Baroque đã được diễn ra sau khi tái thiết, mang đến một diện mạo mới với mặt tiền Baroque tuyệt đẹp cho nhà thờ. Đặc biệt, khi vào ban đêm, ánh sáng được chiếu lên sẽ tôn lên vẻ lộng lẫy của diện mạo bên ngoài nhà thờ này. Ấn tượng thu hút du khách bởi hai tòa tháp cao hơn 50 mét từ xa đã gây sự chú ý. Bên trong nhà thờ có một số nhà nguyện khá đẹp, nội thất theo phong cách Baroque được trang trí khá công phu tỉ mỉ. Vị trí của nhà thờ này nằm rất gần với quảng trường Venceslav. Nhà thờ đối diện ngay cạnh khu chợ trời bán đồ nông sản, đồ trang sức và một số đồ lưu niệm ở ngay khu phố cổ Praha. Các mặt hàng tại khu chợ này chủ yếu dành cho khách du lịch.